thì thứ nhất là cái hàng không cái cái hàng mà mình đang cầm trên tay đây nè thì nó đang dùng một cái cách gọi là sử dụng một cái series chính hãng và được dán lại dù là vẫn là tem đỏ nha các bạn các bạn nhớ lưu ý thận trọng phần này vẫn là tem đỏ như thế này vẫn cào ra nha các bạn vẫn là tem đỏ các bạn vẫn cào ra hello xin chào mừng các bạn chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Thiên Vũ và video này thực sự là cực kỳ là đặc biệt cũng như là một video cần truyền thông đến cho tất cả khách hàng chúng ta sẽ lưu ý uh, rõ hơn và đây chính bản thân Vũ cũng uh, đã phát hiện cũng như uh, đã thấy ra để chia sẻ cho các bạn thì hiện tại ở trên thị trường và uh, vs 8 về sản phẩm CPL van số thì đã bắt đầu có những sản phẩm không chuẩn thì uh, cái tại sao Vũ nó không chuẩn thì cái video này thì Vũ sẽ làm cũng sẽ như so sánh cho các bạn. Trước đây Vũ đã từng làm cái video so sánh giữa cái hàng à và hàng kia. Thì những sản phẩm đó vẫn chuẩn, nhưng mà gần đây nó sẽ có một cái lô hàng như thế này. Thì Vũ làm video là mong là cũng như các bạn cũng như anh em làm chúng ta sẽ biết và chọn sản phẩm và cũng như là để lưu ý để không đưa những sản phẩm như vậy đến tay khách hàng. Còn đối với khách hàng và sản phẩm V8 này á thì trước đây Vũ có review là hàng có tem và hàng không tem và video ngày hôm nay sẽ nói là sự khác nhau của cái mặt hàng mới cái cái hàng này ở trên thị trường và đặc biệt nữa là vũ sẽ bóc tách và so sánh những điểm khác biệt cho mọi người có thể thấy ra được còn đối với những khách hàng mà đã mua của vũ trước đây thì các bạn không yên tâm nếu mà gọi là trước tết á thì các bạn không có vấn đề gì cả mọi thứ vẫn bình thường chỉ những khách hàng mà sau tết à, vừa mới mua gần đây thì đối với những khách hàng mà đang trong Hồ Chí Minh À, thì bản thân vũ là đã liên hệ và đã thu hồi hàng nhưng trong đó có một số khách hàng là khách hàng việt kiều à, mua để sách đi nước ngoài thì nếu khách có thể xem video này thì à, khách có thể liên hệ lại bên thiên vũ qua cái fanpage của thiên vũ để thiên vũ sẽ có thể hoàn tiền cho lại cho các bạn và khách hàng có thể dịp nào đó mang sản phẩm đó về à, gửi cho vũ vũ sẽ trả lại cho nhà cung cấp Uh, còn đối với một số khách hàng uh, mà không có thể uh, gọi là không có thể mà 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 về về trong nước được á, thì cái số tiền hoàn này á thì vũ sẽ hoàn lại cho khách hàng một là qua thanh toán qua tài khoản ngân hàng ở nước ngoài luôn ở các bạn các bạn có thể liên hệ với fanpage để đưa thông tin vũ sẽ gửi uh, và trường hợp thứ hai là khách hàng có thể uh, liên hệ đến fanpage của thiên vũ hoặc gọi đến số hotline có thể là vũ sẽ chuyển số tiền này là tiền việt nam đồng gửi cho người nhà cho các bạn các bạn có thể yên tâm ha à, và về cái số lượng mà hàng mà gần đây mà vũ phát hiện ra thì tổng số lượng là trong đó là bốn sản bốn chiếc vàng này uh, là đã đi nước ngoài và trong đó còn lại là ở trong thành phố hồ chí minh thì trong thành phố hồ chí minh thì dễ rồi nhưng mà chủ yếu là bốn con ở nước ngoài thì khách hàng có thể liên hệ với vũ còn khách hàng trong thành phố hồ chí minh sẽ các bạn kinh doanh đã liên hệ cũng như đã đã gọi điện và chuyển cho các bạn qua sản phẩm khác rồi đổi cho các bạn sản phẩm khác nha ok thì các bạn nhớ lưu ý trong video này đây là nội dung mà video thật sự là bản thân vũ cũng khá là có lỗi trong việc này việc là rất là sơ sẩy trong cái việc này thì một số mặt hàng khi mà về vũ hết thì sẽ đã đổi qua một nhà cung cấp khác à, cũng quen biết nhưng mà video thì vũ muốn chia sẻ để cho người dùng biết đến và sẽ không nêu tên cụ thể là một nhà cung cấp nào để tránh gây ảnh hưởng gây hại cho người ta thì nếu người ta có xem người ta sẽ thay đổi mà đôi khi bản thân cái nhà cung cấp đó họ cũng không biết hoặc là họ cũng bị lừa, theo các bạn ha. Rồi còn cái việc mà nhái hay không nhái thì video này Vũ sẽ không xác định 100% cho các bạn. Nhưng mà hàng thì Vũ sẽ dựa vào cái tiêu chí chuẩn để Vũ so những mặt hàng khác. thì nó có sai lệch thì Vũ phải thông tin cho mọi người thôi. thì đối với Vũ thì cái việc sai lệch như vậy với quá nhiều như vậy thì nó gọi là không chuẩn và nó gọi là không an toàn. thì Vũ sẽ không làm và không bán. đó. Ok. Rồi, trước mặt các bạn đây là con V8 và con V8 hai hàng. Thì hàng này hàng không tem và hàng này hàng tem chuẩn có 3 sao. Thì sự khác nhau của hai con này, Vũ sau khi mà trước khi nói nội dung chung á thì rất cảm ơn anh ngoản ở Bình Dương, vì anh ngoản là khách hàng của Vũ, cũng hỏi Vũ, cũng nhắc Vũ và sau khi cái sự lạ lùng về cái sản phẩm đó, sau đó Vũ mới mở ra kiểm tra hàng loạt thì mới thấy cái sự phát hiện này rất may là nhờ anh Ngoãn thì chỉ sản phẩm chỉ đưa đến tay khách hàng chỉ khoảng vài con thôi đó thì uh, anh quảng chỉ nhìn ở phía ngoài thôi đó uh, chỉ nhìn phía ngoài thôi không liên quan gì bên trong cả nhưng mà cái sự thắc mắc đó của anh Ngoãn giúp cho vũ ra soát lại hết toàn bộ cái sản phẩm của nhà cung cấp mới này thì không ok nha các bạn nha rồi đầu tiên về nói về sự khác nhau của hai cái sản phẩm này Đầu tiên là Vũ nói về chất liệu thùng. Đây. Đây, VS8 cái độ dày các bạn nhìn xa cameraman có thể đứng thẳng hàng thôi. Các bạn thấy về cái đầu tiên á là cái mức độ in đậm. Mức độ in này. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy, hai cái màu sắc cái này rất là đậm và cái này rất là lợt. Đó. Các bạn thấy chưa? Là đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tất cả sản phẩm này đều có tem đỏ, nhưng mà cái công thức mà hoạt động của tem đỏ này để đánh lừa người tiêu dùng thì chúc vũ sẽ chia sẻ với các bạn vũ đã check cho hết rồi Ở thì cái đây là một phần nha rồi thêm một phần nữa để các bạn lưu ý là về phần thùng nha phần thùng của những cái sản phẩm chuẩn thì nó sẽ rất là dày và vuông cạnh và rất là sắc sảo các bạn đây các bạn thấy không rất là cứng luôn cả độ dày của cà tông gọi là lớp cà tông các bạn thì nó cũng sẽ khác đây nha các bạn ha nó rất là trắng và rất là phẳng nè các bạn nhìn nha rồi về vũ xây dựng cái con này lên còn những cái sản phẩm như này gạt tông rất là nhiều nếp nhăn đây caramel cái này không phải là vũ nói cho các bạn nghe nha đây là gạt tông chất lượng á, là nó là phải phẳng và nó phải cái là độ cứng của cà tông nó sẽ như thế này còn những hàng mà như vậy nè các bạn lưu ý đó các bạn thấy giờ là nó có một độ nhăn thứ hai là nó rất là mỏng đây ở đây là lớp gạt tông nè các bạn nhìn chỗ này là sai nè anh ngoãn chỉ chỉ uh, giúp vũ nhận biết ra một cái sản phẩm nó lạ lạ sau đó vũ kiểm tra nguyên lô thì vũ sau khi vũ check cả buổi chiều thì đúc kết ra nhiều cái sự khác thường trong cái sản phẩm thì khách hàng mua lưu ý nha ở tỉnh cũng vậy hoặc là các anh em làm âm thanh cũng vậy thì thật ra bản thân anh em làm thì đôi khi là cũng sơ sơ ý hoặc là sơ xuất để cái sản phẩm như vậy thì anh em coi được cái video này thì bán cái sản phẩm cho khách hàng những sản phẩm sẽ tìm kiếm sản phẩm cũng như chọn lọc sản phẩm cho nó kỹ hơn ha rồi rồi cái độ dày của hàng chính hãng là cái cạch tông Đấy cạch tông ở đây là cạch tông hình, hình 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 lưới các bạn hình lưới cá đó các bạn đây sự khác nhau nè rồi bên đây đó nó chia một đường phẳng thôi đó cái nắp này đường phẳng nha nhưng mà cái này lại hình lưới cá nè các bạn thấy chưa thật ra nhìn như vậy thôi chứ phần giấy á, bạn biết là tiết kiệm biết bao nhiêu chi phí đó các bạn tiết kiệm được về giá đó rồi ok rồi hai mặt hàng rồi, nhìn các bạn thấy không? Độ dày có hai điểm in đậm khác nhau hoàn toàn. Rồi, đó là một cái. Thứ nhất là màu màu chữ in. Ngày trước á Vũ có làm thì tới đây gọi là in lụa các bạn. Đấy, rồi Vũ sẽ mở ra. Chút nữa Vũ sẽ mở luôn cái ruột cho các bạn coi những cái điểm khác thường trong con này. Đấy. Đây. Rồi. Ok. Đây, đây là con hàng chuẩn nè. Đấy, đây. đây. Đây, con này, đấy. Rồi, vũ lỗ ra. Rồi. Con này, thật ra là vũ đã mở rồi. Vũ kiểm tra từ ruột đến ngoài luôn rồi các bạn. Nhưng mà vũ muốn đóng thùng về để, để cho các bạn xem một cái video phân tích từ trong ra ngoài. Đấy. Đây. Luôn cả về phần mặt này các bạn. Đây, đây là hàng chuẩn nha. Vũ để vào cái nước nét cái độ màu đen của con này và cái độ sâu của con này nó rất là đen và con này nhạt hơn nếu mà cameraman thì mình nghĩ các bạn xem như thế này các bạn cũng thấy cameraman dựng thẳng hàng đứng một hướng này mọi người có thể nhìn đó cái này nó đen đậm đen nhạt này các bạn thấy không đó cameraman thấy nè thấy không rất là rõ luôn nè cái này quay quay clip nhưng mà các bạn vẫn thấy rõ nè đó đen đậm nè đen nhạt nè đó rồi ok xong rồi cái đó là về sách cuốn sách hướng dẫn nha vũ dụng như này hết Vũ làm cái nào cho các bạn thấy Rồi xong Rồi bây giờ tới cái phần Phần con Đây à, Luân ơi hỗ trợ anh cái luôn Rất may là Sau Tết thì vụ bán chỉ được khoảng Đâu 90 con gì đó Mà cái mà đang lo nhất Chứ là những khách hàng mà Ở việt Kiều về ủng hộ Vũ Đó nên Vũ phải làm video này sớm còn lỗ chịu các bạn ơi còn khách hàng mà không gửi về nhưng mà cái đầu tiên vũ muốn giải quyết là phải hoàn tiền cho khách hàng trước cái thứ hai là còn việc mà cái sản phẩm đó mà khách hàng không thể gửi vào được còn khách hàng sử dụng xài tạm luôn thì vũ cũng chấp nhận luôn các bạn mình chịu thôi các bạn nhưng mà sản phẩm mình đưa ra cho khách hàng là phải chuẩn các bạn ơi chứ không thể nào lấy một cái một cái đồng tiền của khách hàng mà để như vậy là mình không đồng ý chút nào đấy rồi các bạn thấy và trước mắt đây thì hàng đây là có tem mà sao mình sẽ dùng sản phẩm hàng tem ba sao dẫn chứng rồi. À, và đây sang hàng không tem, gọi là hàng không tem. Cái hàng này chỉ mới có gần đây thôi nha các bạn, lưu ý, hàng này mới có gần đây thôi nha. Còn trước đây thì khách hàng yên tâm nha, hàng đó là hàng chuẩn nha. Không cần phải lo. Đó. Rồi, nhìn cameraman đứng thẳng hàng. Đầu tiên là các bạn sẽ xem về cái nét in chữ nè, tạm thời mình lấy con GLVF nè. Các bạn thấy hai cái nét in không? Nét in này đây, ở cameraman. Đây, để mình chồng lên cho các bạn coi. Làm video cho các bạn. Đây, rồi, Đầu tiên là nước sơn. Nước sơn của JBL chuẩn nó cũng đen và đậm ha các bạn ha. Nó gọi là gì? Nó là đen gọi là đen đen tuyền các bạn, đen có độ sâu. Còn con này nó sẽ nước sơn là hơi xám và nét in của con này cũng vậy. Con này nó sẽ đậm hơn, đậm nét hơn. Thì trong cái ngành theo Vũ biết là trước đây cái ngành là ngành in lụa. Đó, gọi là kéo lụa các bạn thì được in quần áo hay là bất kỳ gọi là in lụa bên đây bên đây em đây cái phần màu đen này nè đó các bạn thấy không hai chữ V8 nè nó được kéo nhiều lần hơn nó được gọi là được kéo nhiều lần hơn tại vì ngày xưa vũ từng kinh doanh cái ngành in lụa này vũ cũng biết nó được kéo nhiều lần hơn điểm nó sẽ được sắc nét hơn và nó được đậm hơn thì đương nhiên sẽ tốn tiền nhiều hơn đó cũng y chang như vậy ở đây thì các bạn thấy không nó lợt và nó nhạt hơn rồi là cái điểm này nè rất là đậm nè sắc nét nè đó bạn các bạn nhìn qua cameraman thì vũ nghĩ các bạn thấy cứ, cứ, cũng có mức độ trên lệch là khá là nhiều á đó. đó. đó các bạn thấy chưa rồi một cái cái thứ hai nữa là con này con này các bạn ở đây là cái hàng hàng chuẩn ở trên là con hàng chuẩn nè hàng có tem nè thì đây cái này khi mà bạn lắc á các bạn nghe sẽ nghe tiếng tạch 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 là tạch này còn nghe con này nghe lọc cọc đó, các bạn sẽ không nghe tiếng tạch mà các bạn sẽ nghe tiếng cái lọc cọc thôi và đặc biệt là cái nút này nè. Nè. Đấy, vũ cho các bạn coi nè. Đấy, đó, ok chưa? Con này nó rất là chắc chắn, chắc hơn nhiều cầm trên tay các bạn. Và một cái nữa là cái độ sâu của cái nút này so với là các bạn là cái, cái 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 lề mặt tiền thế này nè. Nó được cao hơn, còn hàng chuẩn nó sẽ ngắn và nó được đồng đều. Đó, đây cameraman đứng quay từ trên quay xuống. Ở ngoài ở video các bạn sẽ không nhìn nhận ra nha tức là độ dày của cái núm này nè so với cái mặt tiền này nè nó được chắc hơn và nó mỏng hơn còn hàng không chuẩn thì nó sẽ to hơn màu của nó màu đen xì và cái nhựa nó giống như nhựa bóng như các bạn còn ở đây có một màu đen sâu đậm nhưng mà nó hơi xám xám tí xíu các bạn ha đấy con này cũng vậy cắt nút nè các bạn nè coi nè vũ dùng một ngón nha đấy nè nè các bạn nhìn nè đấy đã thấy chưa nè cũng cũng tác động đó nha không phải là làm để cho các bạn thấy đây cái chữ khít hơn nhiều nè đấy đấy ok cho các bạn rồi một cái dễ nhìn nhất nữa là đây camera em thấy quay cận cảnh hai cái usb này giúp uh, giúp anh sát nữa sát nữa camera man set vô nữa rồi ok đây là hàng chuẩn là cái phần usb này và đây cũng chính là cái phần mà được anh ngoãn hỏi vũ và đặt vấn đề với vũ, Ồ vũ ơi sao cái con này usb nó nó liền mà con này nó cắt cắt gì vũ, à, thì sau đó vũ mới kiểm tra lại, đó, sau đó mình mở là hàng loạt những cái lô hàng mình vừa mới nhập sau tết thì mình kiểm tra lại, đó, sau đó mình mở bung ra ruột viên con luôn mình phát hiện nhiều cái lắm, thì những anh em nào đang làm trên thị trường mà chúng ta thấy á, cũng như khách hàng biết á, thì chúng ta sẽ liên hệ với những nhà cung cấp của mình nha. Đó, ở đây là nó liền nguyên khối nha các bạn. Còn ở đây nó sẽ được cắt thế này nè. Zoom lại gần giúp camera rồi Rồi đây nó có vết cắt nè các bạn. Cắt uh, một phía, hai phía, ba, bốn, năm. Tổng cộng là năm cạnh nó được cắt. Còn đối với hàng chuẩn nó sẽ được liền lạc như thế này luôn nè. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi, ok. Đó là những về cái layout cũng như là về cái mặt tiền của cái con bàn này. Đấy. Rồi các bạn, đó, các bạn thấy chưa? cái trên này nó đậm và nó sắc hơn rất là nhiều, đấy, các bạn thấy chưa? nè, còn cái 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 phần này các bạn thấy không? nó được liền lạc hơn nè, con này nè, và wow, camera quay là cận cảnh cái con này, các bạn thấy không? đây 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 đây, đó. Đấy, đây đây đây, trên đây nè, quay lên trên đây nè, khít 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 luôn đấy, các bạn thấy chưa? đó, ok, rồi thì thật ra cái sản phẩm á, Vũ nhập thì là anh em biết nhau đó các bạn nhưng mà nhập hàng với nhau nhưng mà để sản phẩm gì thật ra nó không vui các bạn ạ à. Nói chung là mỗi người mỗi phong cách kinh doanh đó nhưng mà Vũ thì cái khách hàng của Vũ các bạn biết rồi Vũ làm đáng, lấy tiền khách hàng thì nó phải nó phải cho đáng đồng tiền chứ mình không có có lấy tiền kiếm tiền bằng cái kiểu đó nó thật như vậy luôn còn cái việc mà bạn có trả tiền cho mình đi không có thì mình chả quan tâm mình chấp nhận mất cái số tiền đó luôn nhưng mà mình phải thu hồi hàng của khách mình về nha rồi ok em không được lộ tem của nhà cung cấp này nha à, không ảnh hưởng người ta đó rồi em mở ruột hai con này ra giúp anh đi luôn đầu tiên mở con ba sao ra. rồi sau đó mình sẽ mở con này để mình làm video chi tiết cho các bạn cẩn thận chạy cái con Sapa này nha con Sapa này mấy chục á đó các bạn à, cảm ơn các bạn theo dõi kênh của Thiên Vũ những khách hàng xem Vũ cái cách Vũ bán làm việc đó hàng lúc nào làm cho khách hàng cũng rất là rõ ràng mọi thứ bán đồ là phải chuẩn cho khách hàng mình sai thì mình chịu thì Vũ sẵn sàng Vũ chịu hết những vấn đề này mà rất may là cũng cảm ơn khách luôn á là 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 đã, gợi ý cho Vũ để để Vũ có có cái sự nhận biết sớm thật ra chỉ gửi một cái thôi sau khi mà sau cái gợi ý đó là vụ kiểm tra hàng loạt mọi thứ luôn và so sánh còn những khách hàng mà trước tết thì các bạn vẫn yên tâm nha không vấn đề gì nha hàng chuẩn hết không vấn đề gì Đấy. chỉ có lô những cái lô hàng sau tết thôi cha cha rồi cứ mở đi mở mở giúp anh đi, mở hết đi vũ sẽ 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 giấu tên nhà cung cấp để không ảnh hưởng để anh em tự cân nhắc tự làm việc Đấy vì thật ra mình cũng thế này các bạn đôi khi một số anh chị làm mà đôi khi cũng 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 chỉ biết làm thôi, đôi khi họ làm nhưng mà họ bị lừa hay là bị này nọ thì cũng ta cũng không biết nên là Vũ không muốn nêu tên các bạn ha, nên, nên nên chứ không phải là tại vì nếu mà Vũ mà nêu tên ra thì sẽ ảnh hưởng đến người ta rất là nhiều và gây thiệt hại cho người ta rất là nhiều thì Vũ chỉ làm việc về sản phẩm thôi, sản phẩm là nó như vậy thì người ta chỉ cần giải quyết về sản phẩm đó thôi. Còn nhiều khi sản phẩm khác người ta làm thì nó rất ok đó. Dù vậy, nên Vũ không muốn quay video mà để ảnh hưởng đến bất kỳ ai cả. Nhưng mà chủ muốn làm cho khách hàng của mình là biết là hàng có như thế nào đồ ngon hay không ngon, đồ chuẩn hay không chuẩn. Có thông tin Vũ chia sẻ cho mọi người thôi. Rồi rút ra, Mạnh Nó hơi cứng á, bót á, mở hết cho ốc chưa, tủ chưa. Rồi. Rồi để đi. Rồi bỏ ra ngoài đi. Các bạn có nên nhớ nha, cái bên tay 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 phải của vũ đây là 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 hàng hàng chuẩn còn bên trái đây là hàng không chuẩn nha. Đó. Rồi để đi. em Rồi em mở tiếp giùm anh con này. Cùng hướng cùng cùng hướng như vậy luôn. Video này sẽ không được cắt ghép sẽ quay liền nên nó sẽ rất là lâu tại vì không muốn chuyển đổi qua sự cắt ghép nên vũ sẽ quay như thế này cho mọi người thấy cái quá trình mình tháo mở real time là nó rất là công bằng và rất là minh bạch đó Đấy. thật ra về, về 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 phần mềm đó các bạn thì về sau về tiếng á thì khi mà mình check á thì mình sẽ và nó không có khác biệt về sau về tiếng cho lắm và cái thứ hai là về phần mềm nó đều thông và nó được kết nối chung với một phần mềm chuẩn của CPL đàng hoàng các bạn đúng file của CPL đàng hoàng luôn nhưng mà về phần cứng là nó có sự khác biệt rất là nhiều hả lên rồi đó, mở ra. đó video này cameraman không tua nha thì các bạn khách hàng mua hàng thì có lựa những đơn vị uy tín để chúng ta có những sản phẩm tốt còn để các bạn muốn sản phẩm an toàn thì chúng ta phải chả, chấp nhận có kiến thức có kinh nghiệm thì chúng ta sẽ mua những sản phẩm tem để tiết kiệm chi phí còn đối với những sản phẩm mà khách hàng mà không có kiến thức ấy, chúng ta nên mua hàng có tem cho chắc chắn nha các bạn nha nên nên khách hàng có đó là một lý do là cái gì chúng ta cũng cần phải 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 trả một cái mức cái giá đã vì nó sẽ được an tâm trong trong cái việc đó khi mà chúng ta vậy còn chúng ta tiết kiệm thêm một hai triệu gì đó nó rẻ hơn một tí xíu nhưng mà đôi khi nó cũng sẽ rất là bấp bênh đó, mà phải phụ thuộc vào cái người bán nữa đó nhiều khi phát hiện vậy chưa chắc nữa họ không phụ là họ thông tin cho mọi người và thu hồi hàng về đâu đó nên các bạn cũng lưu ý nha rồi bỏ ra ngoài đây và vũ sẽ quay lại đây vẫn là hàng chuẩn nha đây và đây là hàng không chuẩn vũ không dám nói đây là có phải là hàng fake hay không thì vũ sẽ không xác minh nhưng mà khi so sánh làm việc mà nó có sự chênh lệch với hàng chuẩn như thế này thì Vũ sẽ không làm. Mà một cái các bạn rất là dễ biết thì cuối video này Vũ sẽ chia sẻ cho các bạn. Đấy và cái cách làm một cái hoạt động của cái hàng này. Đó, rồi, ok, cameraman có thể quay lại gần. Thì đầu tiên các bạn thấy tổng thể nó đều giống như nhau các bạn à, Nó đều giống như nhau nếu mà nhìn sơ sơ thôi nha Nhìn sơ sơ thôi thì nó sẽ đều giống như nhau nhưng mà khi nhìn sâu nó sẽ như thế này các bạn Thứ nhất hàng không chuẩn Cái dây socket này nè Các bạn để ý đi Nó cũng như đó kích thước Nhưng mà sai nó rất là mỏng Và thiết kế của nó rất là nhẹ đó Rất là nhỏ xíu Nhìn nó không có chắc chắn và nó không có đậm Và cái socket này nè Nó cũng không có được dày nha các bạn Nó rất là mỏng Nếu mà nhìn soi mà soi mối tận cái miếng nhựa này nè Cái độ dày của nhựa này nè Nó cũng mỏng Rồi qua hàng chuẩn Độ dày của chiếc dây này nó rất là to và rất là chắc và cái độ dày của cái socket phần nhựa socket nó dày hơn hẳn luôn đó là một phần rồi chúng ta nhìn lại trên đây hàng chuẩn cái mối hàng cho đến cái phần trên đây nó rất là sạch sẽ nó được nôm na là hàng có thể là bằng máy gì đó nó có một cái form nhưng mà bên đây thì nó rất là bày hay đây các bạn quay camera bên gần hơn xíu nữa rồi các bạn thấy không có sự bày hay không không biết ánh sáng có thấy không à, tối quá các bạn thấy không nó có bị những cái đốm 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 như thế này nè đó, giống như là hàng sửa chữa vậy đó. đó nó kiểu kiểu vậy đó các bạn đó, nhưng mà cái mối hàng nó không được đều đặn với nhau nó có cái bự cái nhỏ và nó thậm chí nó bị chồng chéo cái mối hàng trên đây nè các bạn là cái nhất à, rồi ok mình lại bỏ nó rồi xong rồi nha thêm một cái nữa rồi cái thứ hai là tới bắt đầu tới cái hai con tụ đây hàng chuẩn đó các bạn đây Hàng chuẩn nè. Hai con tụ nè. Đấy. Màu vàng. Đó. Rồi. Ok. Ở đây hai con tụ màu khác. Ngắn hơn. Lùng hơn. Mình không quan trọng về cái việc là nó cái nào chuẩn hay cái chuẩn. Nhưng mà sự khác nhau so với một cái hàng chính ngạch chuẩn. Thì Vũ sẽ có cho các bạn cái đánh giá cụ thể. Đấy. Rồi. Các bạn thấy chưa? Rồi. Một cái nữa. Cái video trước là cái nước sơn này các bạn. Đây các bạn nước sơn cái ông hàng không chuẩn này các bạn nó có một độ lệch lệch và nó hở cái chỗ này nè các bạn nè đây là hàng chuẩn nha đây là hàng chuẩn nước sơn nó có hở thế này đây đó rồi đưa lại rồi hàng mình cảm thấy khác nó sơn đen luôn các bạn nhìn có vẻ là nó hoàn thiện hơn nhưng thật ra thì nó không hoàn thiện hơn có thể là những cái điểm này cái xưởng khác làm hay là như nào á hoặc là nó không lưu ý đó, ờ, nó không có sự lưu ý thì để nó nó đâm ra nó, nó nó dễ bỏ sót những cái chi tiết nhỏ này đó, vũ sẽ sôi cho các bạn vừa sôi tới, tới gốc luôn rồi thêm một cái nữa là cái con này đây cái con tụ này ngay chỗ cái đầu mà macro mid một các bạn đây tụ này bạn thấy tụ này không thiếu sáng à? camera men thấy không à, đó đây nè cái tụ này nè ở đây là tụ cao tụ này nha em quay hướng đó làm sao khách thấy đúng rồi nè quay hướng dọc này nè đây đúng rồi rồi giữ nguyên đó con màu đen nè các bạn cái con vàng nè này này. các bạn thấy nó cao không đó nó cao nha rồi tới bên đây nó khác nó thấp hơn nó sai nói chung là nhìn về phần cứng về tổng thể nó sai linh kiện nó cũng khác nè đó các bạn thấy chưa rồi ok xong mình bỏ xuống đó thì một số điểm các bạn thấy không là khi mà chúng ta thấy rồi một cái nữa là hàng chuẩn của ba sao nó sẽ có chữ như thế này trước đây nó không có nhưng mà những cái lô mới nhập của ba sao chuẩn của ba sao thì nó sẽ có là JBL entertainment vx 8 đây là dòng này mới trước video mà so sánh của hai cái clip kia của vũ ấy, thì nó không có hai con đồng bộ giống nhau đó thấy chưa các bạn thấy chưa rồi đó là cho các bạn có thể thấy và sự hình dung của hàng chuẩn qua sao nè rồi nè ha rồi các bạn nhìn cái chỗ này nè các bạn thấy cái mối hàng này không đó cái mối hàng này hai con tụ này rất là thẳng hàng đó các con tụ nè đó thẳng hàng với con nè đó thẳng hàng đúng không và bên đây khác nhau nè con lớn con nhỏ con lắp vô lắp lắp ra nước ngoài nè các bạn thấy không thấy đây đây chỗ này cũng sự khác nhau rồi nè đó ok rồi ok chưa đó, đó là những cái phần mà vũ chia sẻ cho các bạn rồi thêm phần dây nữa nè các bạn dây của con này so với cái dây này, nôm na các bạn cơ bản thôi là cái về phần nhựa này nè các bạn về phần nhựa này nè là nó dày hơn hẳn tức là cái cầm chúng ta nhìn nhựa nó sẽ bên đây hẳn dày hơn hẳn so với là dày hơn hẳn so với cái hàng hàng không 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 có không được chuẩn nè các bạn tại vì vũ không có khẳng định nó phát hay không phát nhưng mà vũ chỉ dựa vào hàng tiêu chuẩn chính xác từ ban đầu mà vũ đã review thì cái sự khác nhau nó giống và cái sự khác nhau rồi mọi thứ thì vũ giới thiệu cho các bạn nhưng mà cái này là những sự khác biệt rất là nhiều thì mình sẽ chia sẻ thôi vũ cũng sẽ không dám nói đây là hàng phát cái việc phát hay không vũ sẽ dành cho các bạn cũng như là khách hàng để biết nó có phát hay không phân khác còn ở góc độ của vũ thì vũ làm với dựa vào một cái tiêu chuẩn và dựa vào đó để đưa những cái thông tin chính xác để cho các bạn update nếu các bạn tin đây vẫn là hàng chính hãng thì các bạn cứ mua còn đối với vũ thì không trùng với hàng chuẩn thì vũ không làm và vũ không bán vậy thôi đấy ok ờ, mình vũ mong là những cái video chia sẻ thì vũ sẽ giúp được cho khách hàng cũng như anh em kinh doanh chúng ta có thêm một cái thông tin để chúng ta các bạn có thể nắm và uh, có thể biết và lựa cho mình những sản phẩm chính hãng cũng như là mua sản phẩm tốt thì các việc mà các bạn mua thêm những cái sản phẩm kia giá tốt hơn thì các bạn phải an tâm của người bán còn đối với những khách hàng mới chơi mới tiêu dùng trong cái ngành này thì khuyến khích các bạn nên chọn những sản phẩm có tem của những nhà phân phối lớn như ba sao đó rồi thì để chúng ta mua nha phủ còn thiếu một nội dung mà quên chia sẻ các bạn là cách bạn có thể kiểm tra được sản phẩm mà chính hãng và cách những cái hàng này nó sẽ như thế nào và cách làm nó như thế nào thì thứ nhất là cái hàng không cái cái hàng mà mình đang cầm trên tay đây nè thì nó đang dùng một cái cách gọi là sử dụng một cái series chính hãng và được dán lại dù là vẫn là tem đỏ nha các bạn các bạn nhớ lưu ý thận trọng phần này vẫn là tem đỏ như thế này vẫn cào ra nha các bạn vẫn là tem đỏ các bạn vẫn cào ra nha đó vẫn cào ra nhưng mà check thì khi mà các bạn check á thì cái thông báo đó sẽ vụ là sản phẩm này đã được kiểm tra bao nhiêu lần 10 lần 14 lần 15 lần 20 lần gì đó thì như vậy chúng ta hiểu rõ là cái sản phẩm này là các bạn biết là đã từng được check được dán đi dán lại rất là nhiều. Người ta cái câu của hãng tôi như là bạn cẩn thận Đó các bạn. Cẩn thận. Khi mà chúng ta check á, chúng ta chỉ cần check một lần thôi tại vì sản phẩm là sản phẩm của chúng ta mà đúng không các bạn. Chúng ta check một lần đến hai lần là cùng thì làm gì có việc mà đi check mà đi check mấy chục lần thì đi check mấy chục lần như vậy là chỉ có việc là lấy một mã chính gốc và đi dán cho rất là nhiều máy và người mua mới sẽ đi search lại cái mã đó để coi đúng chính hãng không. Thì những khách hàng mà nói chung là đi check á, mà chúng ta check á, thì một hai lần thì còn được chứ còn mà vài chục lần thì các bạn lưu ý cẩn thận cẩn thận cái hàng. Còn đối sản phẩm, đây Vũ sẽ cho các bạn sản phẩm mà Vũ đã check chỉ một lần duy nhất thôi. Đây. Các bạn chờ Vũ xíu, đây là khi mà Vũ check nè, nó sẽ thông báo như thế này nè. Đây vũ dịch cho các bạn con người Việt Nam này. Để các bạn check á, thì các bạn lên nè. Đây. Đây là khi mà vũ check nè. Đây là do vũ check nha các bạn. Đó, mã chống hàng giả truy cập lần đầu tiên vào lúc ngày giờ này chính là vào ngày 16 tháng 3 đó chính là vũ lấy một con mới hoàn toàn 100% của ba sao và check kiểm tra con này. Thì nó sẽ ghi là như thế này. Mà con cái mã này mà để check á, thì các bạn cũng phải hiểu được một lần là con này là vũ là người cào nó ra thì chỉ có vũ biết cái mã này thôi chứ làm sao mà nhiều người biết cái mã này đúng không các bạn mình đặt một cái cái nghi vấn cơ bản thôi đấy là, là các bạn đó là lần thứ hai nha là đúng ngày hôm nay nha các bạn là vũ check là sau khi vũ kiểm tra hàng như này là vũ quay video này luôn để cho các bạn có sự dẫn chứng hôm nay là ngày mấy đúng rồi các bạn đây bạn cameramen hôm nay vũ cho bạn cái ngày nè đây đây các bạn hôm nay là ngày 16 nè đấy nè tháng 3 nè 16 tháng 3 là chính vũ là người check và sau khi thấy những nội dung như thế này và Vũ làm video này liền và đăng tải gấp cho các bạn nha. Đó ok. Đấy. Rồi, những trường hợp đầu tiên luôn cả tất cả sản phẩm Vũ đây đều test hết rồi, nhưng con này vô lý nó nằm ở chỗ để mình chờ xíu hồi chiều mình có chắc rồi sao? Để các bạn chờ Vũ xíu. Đây 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 đây. Cái mã này đây đây hồi chiều vũ chắc là lần thứ 24 còn bây giờ lần thứ 25 Đó, đó, đã, đã đã các bạn thấy chưa Thật ra nó vẫn là tem đúng chính ngạch luôn nha các bạn Nhưng mà cái vấn đề đó đã chắc nhiều lần Vậy mình tự hỏi <laughs> Ok Vậy thì Vũ sẽ tự hỏi cùng với các bạn là vậy cái mã đó là mã cào đúng không? Tức là nó đã giấu rồi Thì ai là người check ra cái mã này 24 lần Chúng ta đặt nguyên một câu hỏi chà bá vậy đi. Đúng không? Còn sản phẩm đây là lần thứ hai Thì đó là Vũ mới check cho mọi người cùng xem còn trước đó là nó là lần đầu tiên Và lúc khung giờ nào lần đầu tiên ngày giờ các bạn thấy không Thầy Vũ đã cho các bạn coi ngày giờ quá cụ thể rõ ràng rồi Ok Đó là thêm một cái nội dung Và hai sản phẩm đều có mã tem đỏ nha các bạn Nói chung Đây Đều có những mã tem đỏ như thế này nha Mã code y chang nhau luôn nha các bạn Đấy Đấy Ok chưa các bạn chưa Rồi nha Rồi Rồi Nè các bạn thấy chưa Thấy chưa? Rồi. Rồi, ok. Cái mã này mã 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 do nãy Vũ cầm Vũ chụp hình nữa, thì nó sẽ đổi nha. Con đây là hàng vách nè, con này hàng thiệt nè. Đó. 886 nè, đây. Mà Vũ cho các bạn nè, coi đúng cái con này nè. Đây. Lần thứ 25. Lần thứ 25, mã code là 311. Rồi, cho các bạn coi luôn. Đây. Zoom lại giúp anh cái tem đỏ đó. Rồi, thấy chưa? Thấy chưa? Rồi, ok uy tín là hồi nãy á, là vũ đã check được cái con này là lần thứ hai đúng không giờ vũ quét lại nè bấm tìm kiếm lại cái nữa nè các bạn chờ vũ xíu nha mạng nó chậm vũ tìm ra cái mã số đó nè mã số mấy ta nó là tám tám sáu gì đó các bạn chờ vũ xíu để cho mạng nó lót đây tiếp tục Còn đối với những khách hàng nào á mà muốn check tem á các bạn cứ vô cái đây nó có để đây nè các bạn vô cái mã này nè à, máy tính vô không được nha một số điện thoại vô không được nha tùy điện thoại mới vô được mình không biết lý do là tại sao nhưng mà chúng ta vô QS123 à, 15.cn để chúng ta gõ seri vào đây nha chúng ta cào tem chúng ta check nha đấy đấy đó là vũ chỉ các bạn cái cách rồi thì đó như vậy các bạn cứ tự check cái sản phẩm của mình đi còn đối với những các bạn mà đang đang sở hữu những cái con các bạn có thể tự trách ở nhà thì vũ đã chỉ cho mọi người cái trách rồi. nhưng mà còn những khách hàng mà trước tết thì các bạn yên tâm đó là hàng chuẩn. còn những hàng sau tết một số cái vũ đã lỡ bán khách hàng thì vũ sẽ thu hồi hết hoàn toàn nha. ok và những cái sản như vậy là vũ cũng đang hết hàng. giờ vũ chỉ còn mỗi mặt hàng của 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 của, của tem ba sao thôi. còn một số hàng mà chuẩn kia thì vũ đang hết hàng. À, vũ không hàng không tem mà chuẩn thì vũ đang hết hàng nha các bạn ha ok xin chào hẹn gặp lại các bạn video sau